Hello, xin chào chị nhau tư chúng ta trở lại với kênh nhà quay channel hôm nay là một phiên giao dịch đầu tuần thứ hai ngày 8 tháng 1 thị trường chúng ta tăng cũng khá là tốt với 5.5 điểm nhóm nào tăng điểm hôm nay nhiều đó là nhóm bất động sản sau đó tới một số con xây dựng liên quan tới hữu hiêm hay là những con ngân hàng cuối giờ đó lại tiếp tục tăng nhưng một số cổ phiếu khác ở mid cap của chúng ta thì gần như cũng không có tăng gì cả thì trong cái giai đoạn này một cái giai đoạn mà cứ ngồi nhìn thị trường nó tăng wow, ngồi nhìn chỉ số nó tăng nhưng cổ phiếu không lên và chúng ta đã sắp đi đến giai đoạn ăn tết rồi đó là tết âm thì chúng ta cần phải lưu ý điều gì ở cái tháng một hàng năm có cần phải cẩn trọng hưng phấn hay không thì trong cái bản tin tối đây qua sẽ đưa đến anh chị cái góc nhìn của mình về cái quan điểm này đó là tháng một hàng năm có nên cẩn trọng như thế nào chốt lại ăn Tết như thế nào cho nó hợp lý và có nên gom lại hàng trước Tết hay không. Tại vì chúng ta hôm nay là ngày 8 tháng 1, thì ngày 8 tháng 2 chúng ta sẽ kết thúc năm giao dịch của năm năm nay. Và qua, qua tới năm sau, năm con rồng ở heo lịch Tết Âm. Rồi thì để bắt đầu cái bản tin hôm nay thì anh chị nhà đầu tư chúng ta chưa đăng ký kênh, anh chị có thể đăng ký kênh. Cũng như là bấm hết video để hàng ngày khi quan làm những cái bản tin như thế này, anh chị có thể vào và coi được. Cũng như nếu anh chị cần theo dõi và tư vấn thêm thì anh chị có thể là vào cái nhóm cộng đồng chứng khoán của quang ở cái phần mô tả kênh để tham gia trong đó thì khi quang lên những cái bản tin như thế này nè hoặc là buổi live stream nè đây live stream này chị thấy không thì quang sẽ học báo lên đó để anh chị nhà tôi chúng ta cùng vào coi và có những cái đóng góp nhận xét hoặc là vào nhanh nhất có thể nha vào nhanh nhất có thể để được coi các cái cổ phiếu phân tích kỹ nhất rồi thì chúng ta đi đến nội dung hôm nay đó là cái phần này bối cảnh của thị trường tâm lý tâm lý lúc này sự xoay chuyển tâm lý nha sự xoay chuyển tâm lý không là không lại đầu tư hàng năm trước tết bây giờ chúng ta được gọi là trước tết nữa nha chiến lược nắm giữ và chốt lại đó là bốn cái nội dung hôm nay thì đầu tiên chúng ta nhìn qua bối cảnh thị trường ở bên ngoài trước thì ở bên ngoài thì nói chung quá là mình nhìn vào mình sẽ thấy hôm nay có một cái thông tin đó là thông tin liên quan tới hụ him đấu giá lại phải không thì đương nhiên cai ai bùng nổ tim luôn thì cai ai bên quan cũng đang nắm giữ và mua cho khách hàng đang nắm giữ đây thì anh chị coi thấy cai ai mua vào ngày bao nhiêu 29 tháng 12 mà không nắm giữ được 10 ngày rồi thì hôm nay ăn được nguyên cây trần luôn nguyên cây trần full nha nguyên cây trần full của con cai đây 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 nè thì ci thì những anh chị nào đang có hàng thì chúc mừng anh chị đó đó là câu ci nhìn vào đầu phiên là đã, đã tím rồi sau đó là những cái con khác ví dụ kb tiếp tục tăng hòa phát thì xanh nhẹ shb dg hay là novaland evf gì đó nói chung là sự phân hóa vẫn rất là cao thanh à, khoản thì hôm nay sao thanh khoản rất là lớn anh chị biết tại sao hôm nay thanh khoản lớn không nguyên nhân một phần đó là hôm nay xanh nó xanh nhiều vì hôm nay nó xanh nhiều và cuối giờ nó đạp <laughs> cuối giờ nó đạp nên dẫn đến là gì thanh khoản ùa ra nhiều thanh khoản ùa ra nhiều và nó cũng có kích thích cái sự FOMO trong đây tí nữa qua giải thích cho anh chị sau tiếp tục chúng ta nói đến về cái chỉ số đô la index thì đang có dấu hiệu hồi phục nhẹ hy vọng là nó không lên tại vì đô la lên thì sẽ khá là rủi ro tại giá việt nam đồng ở bên đây cũng đang duy trì mức cao và đánh giá theo cái khu thế này nha thì tỷ giá đang ở hơi cao nha hy vọng nó không bị red qua hay 24.4 nếu mà nó qua được 24.4 có thể nó sẽ kéo red lên lại vùng 24.6 24.5 thì nó lại gì nó lại ray áp lực lên vì cái thị trường của chúng ta trái phiếu thì nó vận động tương tự cái đô la index thôi đô la tăng thì trái phiếu sẽ tăng rồi tiếp tục chúng ta nhìn tới là cái Bitcoin thì đang xin trên đỉnh Hy vọng Bitcoin không gãy Tại vì Bitcoin gãy thì quan đánh giá là thị trường chúng ta kiểu gì cũng gãy Tại vì quan thấy nhiều lần rồi Bitcoin tăng thì thị trường tăng, Bitcoin giảm thì thị trường giảm Ở đây quan chỉ nói về yếu tố thị trường thôi nha Chứ quan không nói về các cổ phiếu rồi chúng ta nói về giá dầu thì giá dầu đang đi ngang nhưng mà nó cũng không liên quan nhiều lắm tới dầu Việt Nam phải không? Dầu Việt Nam cũng đang hơi hơi banh nhẹ Ủa, rồi chúng ta coi về giá vàng giá vàng đang rơi thì giờ giá vàng trong nước cũng đang rơi thì đây là một điều tốt không thật ra đây là một điều tốt tại giá vàng khi nó rơi thì nó sẽ kéo ra cái thanh khoản ở trong đây khi mà nhà đầu tư mua vàng bị lỗ hoặc là không thích đầu tư vàng thì người ta sẽ chạy qua người ta đầu tư chứng khoán thì vàng hôm nay chị thấy là mất một triệu một lần nè rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần kế tiếp đó là bối cảnh ở trong cái đồ thị nha, trong cái đồ thị. Thì trong cái đồ thị này chị có thấy là cái bond span của chúng ta bắt đầu mở ra hai hướng. À, mở ra hai hướng đây là mở bẹt. Thì đây là trạng thái bắt đầu chân sóng đúng chính xác. Đây là trạng thái bắt đầu chân sóng mở biên thế này rất đẹp. À, rất rất đẹp. Tuy nhiên, anh chị cần phải cẩn trọng một vấn đề đó là FOMO Hôm nay qua sẽ nói với anh chị cái điểm này nhiều hơn Thì đây qua sẽ kéo cho anh chị coi cái tư vấn của mình trong nhóm VIP nha Trong cái nhóm VIP nội bộ VIP trong buổi sáng nha Bản tin sáng nè đây đây là trong ngoại tin sáng nè, bắt đầu sáng là 9:02 nè. Thì qua có nói với anh chị là gì? RSI chạc 1 ngày, RSI nha chạc 1 ngày đã đạt tới 70. RSI chạc H4 tức là chạc 4 giờ đã đạt tới 74, à, 74 rồi. Thì đây được gọi là cái gì? Vùng quá mua, cái vùng rất rất cao của thị trường và theo quy tắc con lắc À, quy tắc con lắc thì khi rỡ ai lên cao như thế này cái xác suất nó rơi ngược rất là lớn Thấy không thị trường nó sẽ test lại em 10 hoặc em 20 trong các quá trình mà nó đi lên và nhất là đây là tháng một một cái tháng hàng năm nó đều như vậy hết nó đều sẽ có những cái nhịp chỉnh à, những cái nhịp chỉnh hay bây giờ qua sẽ cho chị mình coi vào đây bắt đầu chứng minh theo cái bản tin sáng đã viết lúc 7 giờ 30 hoặc là tới tiếp ở dưới đây nè à, đây là khoảng lúc này là khoảng lúc là 9 giờ 30 đó thì qua có nói là thị trường vùng này quá cao bất ngờ sẽ có gấp ấp kéo đồng loạt thì chúng ta là vùng qua mua thì bao nhiêu thì chỉ tranh chốt lời là 1 phần 3 hoặc là 1 phần 4 ra chứ không mua ở cái vùng rễ ai quá cao trừ nhóm ngân hàng thôi đó thì đâu có viết rất là rõ rồi thì bây giờ mình đi chứng minh cho anh chị nhà tư đó là đây ví dụ anh chị thấy rệt ai ở trong cái chạc và index chạc một ngày đây là chạc một ngày nha thì nó đã đạt được tới 71.87 vào lúc này qua đang làm bản tin là kết thúc phiên giao dịch hôm nay thì rệt ai 71.87 thì anh chị coi lại những cái lần sập phía trước của thị trường thì rệt ai cái vùng này là bao nhiêu thì rệt ai cái vùng này là khoảng là lên được gần 85 phải không? 85 đây là cái đoạn sóng kéo rất mạnh đi. Nhưng mà thị trường này anh chị ngắm là nó có kéo mạnh được gì không? Quá anh giác khó nha. Đây là sóng rồi thì đây là sóng cao rồi thì chúng ta sẽ nói những cái đoạn nhỏ phía dưới đi, ví dụ đoạn này đi. Thì RSI lên được cũng khoảng là mươi mấy là nó sập. RSI bên cái đoạn này được khoảng bao nhiêu? Khoảng là 74 là nó sập. Đây là RSI 74 nè. Đây. Đây RSI 7 bao nhiêu? RSI là 70 67 là nó sập. Tiếp tục RSI ở đây là bao nhiêu? rSI khúc ngay đây là cỡ 77 thì nó sập đó, anh chị có thể nhìn vào anh chị thấy thì khi cái RSI này lên cao theo quy tắc con lắc nó sẽ quay lại vì RSI nó sẽ dao động ở bao nhiêu nó sẽ dao động từ một bên đó là 0 và một bên đó là 100, hơn hơn nó sẽ là 10, à, 10, 20 và 80, 70, 80. thì cái RSI nó ở giữa thì nó sẽ sao nó là con lắc khi nó rơi về rất thấp thì nó sẽ tự động nó phục hồi lên lại vùng rất cao đúng không rồi nó lại rơi về vùng rất thấp và nó chỉ đi trong cái phạm vi đó thôi thì bây giờ cái thị trường chung của chúng ta các cái chạc lớn hay nhỏ đều như nhau là cái rệt ai đã lên rất cao ví dụ ở đây qua cho chị mình coi là chạc h 4 là chạc 4 giờ nha 4 giờ đây thì chị coi mình coi cái chạc 4 giờ này thì cái rệt ai trong 4 giờ cũng đã đạt được tới bao nhiêu rồi 76 rồi không ừ, ai cũng đạt được 76 thì cái tỷ lệ mà cái rệt ai này theo quy tắc con lắc nó đi từ vùng rất thấp là ba mươi mấy nó đi lên tới 84 thì cái tỷ lệ mà đi lên 84 nó đi xuống lại năm mươi mấy 60 rất cao chứ mà để nó đi đột phá lên cao nữa thì rất khó nha thì rất khó mà chúng ta hay nói là gì hay nói là đầu năm sẽ luôn có sập thì qua cho anh chị mình coi những giai đoạn đầu năm đi ví dụ giai đoạn ngay đây là giai đoạn sau tết âm Giờ yeah, đây là cái cây bùng nổ nha, cây bùng nổ vào ngày 3 tháng 1 năm 2023. Thị trường mình đi lên cũng kéo rệt ai lên tới tận là nãy bao qua đó là bao nhiêu? 74 phải không? 74, 74 khoảng ngay đây. Thì nó sập vào ngày bao nhiêu? 27 tháng 3 lên tới, tới đây. 27 tháng 3 khúc ngay đây là sau Tết nè, bắt đầu sập rồi. Anh chị thấy nó sập xuống nè. Đó, thì nó sẽ có những nhịp điều chỉnh. Tiếp tục là chúng ta nhìn ở bên đây là giai đoạn ngay đây, đây nè, là ngày 14 tháng 1 là đây là qua Tết âm nè. Qua Tết Tây chứ là 4 tháng 1 nó kéo lên. Là sau nó sụp nền chị thấy không sau đó nó sụp rồi bắt đầu nó hồi qua tết nó bắt đầu nó hồi lên lại rồi tiếp tục chúng ta nhìn vào 2021 đây là cái tết của 2021 thì trước tết nó cũng có giai đoạn sập bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 sập rất mạnh xuống trước đó cũng nhịp tăng thì quán tính năm nào cũng sẽ có sập trước tết đó là chuyện hiển nhiên và bây giờ chúng ta đang dính vào cái trạng thái là gì RSI ai rất cao đúng không RSI ai rất cao mọi người đang bắt đầu là gì xoay chuyển tâm lý Ờ, hôm nay anh chị mình có thấy là anh chị mình muốn mua không nãy giờ anh nói với anh chị qua chứng minh đến những cái đó với anh chị á để anh chị thấy là nó cao phải không nhưng mà ngược lại một cái đó là anh chị mình thấy là thị trường này nó ok phải không anh chị sẽ thấy thị trường này nó ok anh chị sẽ thấy thị trường này rất là muốn mua hay gì cái tuần trước nha tuần trước là chúng ta nắm giữ cổ phiếu trong cái sự gì trong cái sự là tích lũy hay phân phối chán nản hay thất vọng là video hai ngày trước á sự phân hóa tại một uh, một, một, một một sáu mươi mà có nói anh chị là trong tuần trước ở hai video này là gì nhà đầu tư chúng ta nắm cái hàng chán dữ lắm chán luôn nó không có tăng cái gì cả nó đi ngang nó đứng yên không ví dụ như những cái con ít ít đi chẳng hạn phải không thì bất ngờ hôm nay nó có cây bùng nổ vào trong phiên sáng nha qua nói anh chị là trong phiên sáng đó, là gần như anh chị hỏi mua quá trời hỏi mua luôn đó, hỏi mua rất là nhiều tức là tuần trước chúng ta đang chán nản chúng ta đang thất vọng thì hôm nay gần như các cổ phiếu đều bùng nổ đi lên đất xanh nè đó, đi giờ nè đó thì gần như là chúng cái tâm lý chúng ta đang bắt đầu là di chuyển từ cái trạng thái gì tiêu cực trạng thái tiêu cực, trạng thái chán nản, trạng thái ức chế, chúng ta chuyển dần sang cái tâm lý là gì? Tích cực hưng phấn hoa mở cửa ra kéo thì cái gấp ấp nó thể hiện điều gì nãy qua có nói trên khúc trước đó, mà có nói là hôm nay thì trường chúng ta mở gấp ấp không thì gấp ấp nó có nói điều gì nó sẽ nói là sự hưng phấn gấp ấp mà phải không? gấp đau là sẽ thể hiện sự tiêu cực thì gấp ấp sẽ thể hiện sự hưng phấn và khi kéo mà giữ được cái gấp ấp như thế này thì xác sức thị trường đang tiếp có không? nó sẽ có nhưng từ cái đoạn này trở lên khi rệt ai cao á thì qua đánh giá theo cái chiến lược của quan anh chị mình nên gì nắm giữ và bắt đầu chốt lãi dần ra đi nên là bắt đầu chốt lãi dần ra đi cái tỷ lệ mà thị trường nó đi lên cái vùng kế tiếp á mà nó có những cái nhịp chỉnh test lại em 10 ví dụ em 10 hiện tại là 1136 chẳng hạn thì bây giờ anh chị cứ tưởng tượng mà nó kéo lên khoảng 1170 mà nó đột đạp về 113 mấy là 50 mấy điểm thì cổ phiếu anh chị cũng đi bụi không? Cái xác suất đi bụi rất cao. Khi mà thị trường nó rơi á, đợt trước qua có nói với anh chị khi thị trường nó rơi ở đây À, cổ phiếu anh chị không rơi mà đi nền thì đó là khỏe, hiển nhiên rồi. Nhưng ngược lại khi mà thị trường chúng ta vào pha tăng giá mạnh từ vùng bao nhiêu từ cái chân này là từ 1 kho 11 qua 1082 mà hiện tại là 1060 rồi 1160 rồi, tăng ra 180 điểm rồi không? Tăng 80 điểm mà cổ phiếu không tăng. Tức là trước đó nó có thể khỏe hơn thị trường nhưng bây giờ nó không tăng, nó là yếu hơn thị trường. Và khi thị trường điều chỉnh thì người ta hay có câu nói là gì? Lên hang bộ và xuống hang máy không lên hang bộ và xuống mà nhảy lầu. Thì bây giờ khi thị trường tăng mà cổ không tăng, thì nếu thị trường chỉnh, cổ chắc chắn sẽ giảm. Nha, cổ phiếu anh chị chắc chắn sẽ giảm. Chứ nó không tăng không có nghĩa nó sẽ không giảm. Đó, thì 80-90% tới cổ phiếu trên thị trường sẽ vận động y hịch thị trường khi thị trường có biến. Còn thị trường tăng nó không tăng đâu. Đó, thị trường tăng nó không tăng đâu. Nhưng thị trường có biến, thị trường điều chỉnh nó sẽ chỉnh. Ở, nó để chi để nó rủ anh chị ra ví dụ anh chị cầm những cái cổ như rất ít mà nó tăng hoài không được á chứng tỏ nó có phải nói là trong đây có cái lượng hàng đang nắm giữ rất nhiều không lượng cung tiền đang nắm giữ cung hàng chứ đang nắm giữ nhiều nhà tư đang kỳ vọng cao nó lên hoài nó không lên được thì chỉ cần thị trường có biến nó sprint xuống một cái ép anh chị cắt lỗ ra thì anh chị vừa cắt lỗ ra nó sẽ vòng lên nó kéo và lúc đó nó sẽ nhẹ và trong cái thời gian đó nó đưa cái hàng cho anh chị á nắm giữ dùm để nó qua nó kéo những cái con ngân hàng bên đây anh chị thấy không Ờ, kéo những cái con ngân hàng bên đây tăng quá trời tăng nguyên nhân là như vậy là nguyên nhân là như vậy qua nói với anh chị để giải thích ở đây để chị mình hiểu là cái quá trình thị trường mình nó diễn ra vừa rồi và nó đang chuẩn bị tới cái gì nó đang chuẩn bị tới những cái pha nguy hiểm trên đây khi chúng ta bắt đầu thấy những cái con mình nuôi không dài lâu rồi đó, nó đầu nó tăng hưng phấn vào nhảy vào khi rệt ai rất cao khi sự gì sự chắc ăn sự xây chuyển tâm lý sự xây chuyển tâm lý từ hoài nghi nghi ngờ thành chắc ăn sàn an toàn thì chúng ta sẽ ăn bộ Ờ, chúng ta sẽ ăn bô và chúng ta sẽ mất rất nhiều ờ, nên qua mới nói với chị để anh chị mình gì cẩn trọng vào điều đó nha cẩn trọng vào điều đó và cái đó là cái không lệ hàng năm luôn gọi là không lệ đầu tư một cách bình thường luôn nha, không lệ đầu tư cái ngành dẫn sống hiện tại vẫn là ngành ngân hàng nó vẫn là ngành ngân hàng và những cái ngành khác gần như cũng không thấy dòng tiền và nó chỉ ăn heo thôi Đó, Nó chỉ ăn heo được một vài con thôi chứ nó không có cái sự gì đồng loạt Bây giờ qua cho anh chị mình coi ngân hàng có con nào không tăng không Tất cả đều tăng rất tốt phải không Không con này nay, không con này thì mai con kia Và tất cả đều tăng với khối lượng rất cao, rất to đó thì cái tổng tiền nó vẫn như vậy thôi Nhưng mà nó tập trung vào nhóm ngân hàng Thì chúng ta phải, phải sao? Chúng ta phải focus vào nhóm này Khi nó chỉnh nó ok Chúng ta cứ mua Chứ không phải là sao Chứ không phải là chúng ta tiêu cực ở nhóm này Nhưng mà sao? Phải mua cho đúng Đó, Phải mua cho đúng vì thế Thì nhóm này nó mới có thể đầu tư được trong giai đoạn này Và giai đoạn kế tiếp Tại vì cái thanh khoản trong đây nó rất rất là to Ờ, rất rất là to thì người ta không thể phân phối cho anh chị được khi anh chị vẫn còn đang rất ghét ngân hàng ờ, rất ghét ngân hàng nhưng nếu anh chị cứ cái gì chúng ta không có cái ngành này chúng ta tập trung vào những ngành khác thì chúng ta sẽ bị dính vào cái trạng thái nó giờ quan kể cho anh chị thì cái đó là cái phần phân tích thị trường hy vọng nó có thể giúp ích cho anh chị còn cái quan điểm đầu tư của quan bây giờ đó, nếu anh chị còn bao nhiêu hàng thì chị nắm giữ và anh chị chờ anh chị rải ra anh chị chốt lời hoặc là không có lời thì cũng phải chốt ví dụ như những trường hợp mà nó đang có nguy cơ tăng hoài nó không tăng đi quan ví dụ cho anh chị là trường hợp của FTS đi chẳng hạn tăng hoài không tăng đi thì hoàn toàn anh chị có thể bắt đầu cân nhắc bán bớt được rồi tại vì nổ hoài không được thì cũng có thể sụp hoàn toàn nha hoàn toàn khi mà chúng ta cứ nghĩ cổ phiếu hay thị trường sẽ tăng thì luôn luôn nó sẽ gì nó sẽ ăn bô và khi tâm lý ai cũng nghĩ nó tăng thì sẽ dễ ăn bô càng nhiều hơn và khi chúng ta tiêu cực lại là cái lúc mà chúng ta nên mua lại đó cái đó là điểm của anh muốn nói với anh chị nha rất nhiều con đang bị dính giống trường hợp ép tết rồi con gì nữa con vnd không hạ phát à, rất nhiều con không rất rất nhiều con nha không phải một hai con đâu cứ kỳ vọng vào nó không lên là kẹt một đống trong đây à, kẹt một đống đó thì những anh chị mình đang nắm giữ hàng này. À, thì chúng ta dời cái điểm gì cái điểm stop loss lên xét lại Sát à, lại là xác như thế nào ví dụ 27 chấm mấy 27 chấm uh, 27 chấm 6 chẳng hạn ngay đây anh chị dời lên sát luôn cho quen để nó vừa vi phạm một cái anh chị chạy liền luôn hoặc là chủ động bán giá cao chút lời bớt đúng là không lời được bao nhiêu một hai trăm thôi nhưng đó là sự thật của đoạn này trừ nhóm ngân hàng không có con nào khác ăn được cả À, hoặc là con ORS là có cái gì có cái game riêng và anh chị để ý nha những cái con có game như thế này đa phần là game gì game phát hành thêm à, phát hành thêm cổ á, thì hoặc là phát hành thêm cái gì quyền á, quyền mua á, thì nó mới kéo thôi còn lại những câu khác gần như là không con nào tăng cả à, không con nào tăng cả và phải cố gắng nha cố gắng vượt qua tại vì đây là cái đặc thù của mỗi giai đoạn và tới giai đoạn nào chúng ta đầu tư theo giai đoạn đó à, và giai đoạn này á thì bây giờ nếu chị mình muốn mua thì một là chị mua ngân hàng khi nó có chỉnh đỏ hay là gì hay là qua đánh giá nha anh chị cần phải kiên nhẫn qua cái giai đoạn này để cho nó điều chỉnh một cái thì chúng ta vào hàng Hoặc là gần cận tết đó, thì chúng ta vào hàng tức là bây giờ mình cho anh chị mình coi cái lịch nha đây là tuần một rồi tuần một bắt đầu ngày 1 tới ngày 6 là tuần một của tháng tháng một năm nay tiếp tục là ngày 7 tới ngày 13 ba bảy tới ngày 13 là tầng 2 thì đương nhiên cái tầng kế tiếp rất là tầng sau nữa đó là ngày 18 thì trường chúng ta sẽ đáo hàng phái sinh à, đáo hàng phái sinh anh chị nhớ đợt trước đáo hạn phái sinh bên đây nó quằn quại không nó quằn quại trên đây không? Đây là khúc đáo hẹn phái sinh của hãng trước nè. Thì qua đánh giá hãng này cũng giống vậy thôi. Nên chị mình lưu ý nha. Bây giờ mua vào mà đua lệnh nó dễ bắt đầu dính vào đáo hạn phái sinh chuẩn bị tới. Và khi đáo hẹn phái sinh tới thì không ai biết nó sẽ làm cái gì đâu. Không ai biết nó sẽ rung lắc bệnh bệnh tới mức nào đâu. Không? Ừ, nhất là còn trạng thái hưng phấn và gì và tự tin đang dâng cao do thị trường bắt đầu vào sóng thị trường vào sóng nha yeah. ví dụ mình nói một cái điểm khác nữa cho anh chị mình coi đó là cái cái quy tắc bình thường khi mà cổ phiếu và thị trường nó red wave 20 thì sao thì nó sẽ tăng tiếp phải không red wave 20 việc tăng tiếp là bình thường tuy nhiên tăng lên có phải thường nó sẽ chỉnh xuống một cái rồi nó mới tăng tiếp không đây qua cho anh chị mình coi trường hợp là cổ đất xanh đi cho anh chị mình coi nha đây nè anh chị mình coi nha ví dụ nha ví dụ anh chị thấy là đợt trước cổ đất xanh ở bên đây là cũng có mấy lần đây là một cái pha rất là đơn giản là chị thấy nè tăng từ dưới đây lên sau đó điều chỉnh xuống, phải không? Đường MA20 là đường màu vàng, điều chỉnh lũng MA20. Có cái cây red qua 20 và bắt đầu kéo gướng nhưng anh chị thấy nó có tăng tiếp không? Không, nó không tăng tiếp. Đáng lẽ ở đây nó tăng luôn phải không? Nhưng nó không hề tăng tiếp mà theo quán tính bình thường của thị trường hay cổ phiếu, nó sẽ chỉnh đi ngang vài phiên trước khi nó mới bùng nổ tiếp. Đó là pha gì? Pha tích lũy lại. Thì cái thị trường chúng ta hiện tại nó đang ở cây này đó, cái này, này thì đương nhiên nó sẽ không thể giống quá nhiều vào cổ phiếu nhưng nó cũng sẽ có mô hình tương tự đó là gì nó sẽ kéo thêm một đợt để anh chị sau đó bắt đầu quay xuống nó chỉnh để ép những nhà đầu tư đang bắt đáy ở dưới đây người ta chốt ra và những nhà đầu tư đang kẹt đu đỉnh lỗ ở trên đây người ta gì người ta bán hoàng người ta bán lãi ra nhẹ rồi xong nó mới tăng tiếp nha rồi xong nó mới vào xong nó tăng tiếp thì thị trường của chúng ta nó cũng giống giống vậy nó cũng giống giống vậy thì qua sẽ cho anh chị mình coi nào ví dụ đây cũng là cây red out của con đất xanh đi Red lên khỏi cái đường màu vàng là đường MA20 phải không? Sau đó red xong nó có tăng đâu Nó không tăng ngay mà nó sẽ chỉnh tiếp 3 phi Thì tương tự thị trường chúng ta chẳng hạn Nó chỉnh xuống thì khi nó chỉnh xuống nó sẽ ép anh chị gì Đang trong đây anh chị bắt đáy nè Anh chị hót hàng ra Những anh chị đang kẹt qua đây anh chị cắt lỗ ra Sau đó, Sau nó mới tăng mặt Thì bây giờ thị trường chúng ta heo chặt tùng nó cũng giống y hệt vậy luôn đó là gì? Đó là nó vừa red lên thì có thể nó sẽ kéo tiếp. Không? nó sẽ kéo tiếp nhưng khi nó kéo lên đây, nó gứng lên đây thì sao? đa phần nhà tư sẽ thấy ok thấy ngon rồi nhảy vô mua nó chỉnh số một cái là bán hết bán hết sau đó sao sẽ bắt đầu hoài nghi lại à, cái tâm lý ở đây nè sẽ bắt đầu xoay chuyển ngược lại từ sự hưng phấn sự phô mô sẽ chuyển thành sự hoài nghi và nghi ngờ tiếp và khi hoài nghi nghi ngờ tiếp thì nó mới tăng được đòn sao nó mới tăng tiếp được đó thì cái đó là theo quan điểm của quan là như vậy nha đó cái bản tin này nội dung chính là như vậy đó để cho nhà tư chúng ta biết được là giai đoạn kế tiếp đầu tư nha sao nha đầu tư ra sao đó là cũng là hằng ngày qua sẽ chia sẻ với anh chị như vậy để anh chị khách hàng minh quang có thể là có cái tư duy đầu tư từ cho nó hợp lý nó hợp lý không tiêu cực nhưng mà phải đi chích chắc cho nó hợp lý có thể trong những giai đoạn này cổ không tăng cổ ta không tăng hoặc là chỉ có vài con tăng được thôi nhưng đây là cái gì là cái tình hình chung của tất cả mọi người Đó không? của tất cả mọi người không có nghĩa là chúng ta không tăng thì chúng ta bắt nó không được giảm là sai nha phải cẩn trọng rồi tiếp tục phần kế tiếp và sẽ phân tích về cái danh mục bên mình nắm giữ sau đó kết thúc bản tin hôm nay danh mục bên quan nắm giữ thì còn còn đúng 10 con thôi đó là cầu đất xanh thì đương nhiên nếu anh chị mình cần là gì về chung nhóm với quan là khách hàng của quan để được đi theo cái phương pháp đầu tư này hoặc là anh chị mình có thể là chờ tối nay livestream Quang sẽ phân tích thêm các cổ phiếu lúc 9 giờ 30, 9 9h, giờ 9 giờ 30 tối nha. thì chị cứ là gì liên hệ zalo của quan hoặc là trợ lý như hảo để có thể được tư vấn vào trong nhóm. khi lên livestream thì được thông báo hoặc là tư vấn riêng cũng được. đó thì đây là con đất xanh hôm nay qua có báo khách hàng mình quan chốt 1 phần 3 hoặc là 50 trăm tùy tại vì phút cuối thì có người bán kịp có người không bán kịp nói chung là con này lên chậm đỉnh thì đáng lẽ hôm nay vol vào nó phải nổ hơn nhưng mà chị thấy hôm nay vol vào nó không nổ thì quan hy vọng với cái việc nó mở biên như thế này chúng ta bán 1 phần 3 thôi thì nó có thể tiếp tục nó đánh tiếp lên cái vùng lắp gáp là giả 21 này để chúng ta bán tiếp 1 phần 3 nữa không mua thêm gì ở trên đây nha không mua thêm gì trên đây hôm nay đánh không quyết liệt lắm nhưng có một điểm đẹp đó là nó đang mở biên thì cầm được nha cầm được thôi tiếp tục con đi giờ đi giờ hôm nay chị thấy đánh cũng không quyết liệt phải không thì hy vọng ở đây của quan là con này sẽ nó thường nó đánh như thế này nè Ồ, chị thấy cây này nó cũng giống giống vậy nè và nó sao nó sẽ chỉnh xuống thì hôm nay qua cũng có báo khách hàng là bán trước bao nhiêu rồi 1 phần ba hoặc là năm trăm là một phần hai một phần ba hoặc một phần hai rồi thì nếu mà ngày mai con này có kéo gướng lên mà nó không quyết liệt đầu phiên anh chị tiếp tục bán giúp quan cho đủ là một phần ba một phần hai nha hoặc là 2 phần ba để chi để nó có rủ xuống nó lắp cái gáp này nè chúng ta mua lại mua lại phần hàng đó với target là 29 nha cái giá vốn mình nằm đây phải không giá vốn nằm đây hiện tại cũng có lợi nhuận khá là ok nha cao nhất phiên hôm nay anh chỉ có thể đạt được gần 10 phần trăm rồi tiếp theo chúng ta nói về con hoa sen à anh chị có thể thấy ở đây là bên quan không có cổ phiếu BVS và BVD nữa phải không BVD nè sẵn thì nói luôn với anh chị là con này qua cho anh chị khách hàng quan hot vào tuần trước hết rồi đây anh chị đều biết là trong những cái bản tin trước á, thì quan hay nói với anh chị là gì bên Quang đang cầm BVS và BVD nhưng mà cho chị hot hết rồi đây nè anh chị thấy nè đây là rồi, hot luôn rồi nè đây nè là ngày 13 giờ 02 ngày 5 tháng 1 tức là tuần trước thì qua có nói là tạm hót hết hàng clear luôn con BVD. BVS thì bán 1 phần 2 do cầm lâu quá đang lời một bàn, trăm chán quá thì chán rồi. Cổ phiếu không lên được và BVD có dấu hiệu là gãy MA20 đây nè. À, BVD đã mất ma 20 à, như BVS đó. Nói chung là đã cho bán hết rồi Sau đó xuống chỉ đang mà cho bán hết luôn Vào 14 giờ 15 Vào ngày 5 tháng 1 Tức là thứ sáu tuần trước Bên quan hót sạch BVD và BVS luôn đó thì chị coi nè chị thấy không Nè, hai con này thì đương nhiên khi mà chúng ta nuôi cổ phiếu mà nó xuất hiện vấn đề thì ra Nga thì ra không có vấn đề gì cả giá vốn thật ra nằm rất thấp nằm dưới đây thôi nhưng mà trên đây bán được có phải bán được giá rất to giá rất cao thì coi như là cũng khá là tốt rồi đó là tại sao qua giải thích cho anh chị là không có bvd bvs ở đây khi mà phân tích À, ờ, anh chị mà ngày nào co quan cũng thấy đó thì đương nhiên rồi cái này anh chị bắt buộc phải là khách hàng bình quan thì quan tư vấn và nói trong group á, trong nhóm nè thì anh chị có thể đọc được và anh chị hót ra ngay chứ không phải là anh chị chờ lên bản tin mới biết là anh có bán hay chưa, ờ, là không có khách hàng bình quan là sẽ đầy đủ hết nhóm lệnh mua bán hoặc là nhóm vip một, vip hai gì đó nha. Trên đây đã có cập nhật đầy đủ hết hiện tại thì danh mục đã lời full đó. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ nói tới cổ phiếu Hoa Sen hôm nay đã định gõ enter kim chị mình chốt một phần hai rồi tuy nhiên quan thấy nó đỡ lại khá là tốt thì quan hy vọng là con này đã chỉnh ba phiên thì ngày mai sẽ là hàng cuối nếu con này ngày mai nó không bùng nổ đánh lên thì qua sẽ cho anh chị mình hót một phần hai con hoa sen ở trên giá đây qua là hót hết luôn à, chúng ta mua giá vốn nó nằm ở hai cây này thì bây giờ nó lên trên đây chúng ta đang có lợi nhuận khoảng là bao nhiêu trăm khoảng là 4 tới năm phần nếu mà nó không nổ lên được tức là kỳ vọng là khoảng 24 24 năm nhưng mà không làm được thì hót ha à. con này là hai ba phiên rồi thì thường phiên thứ tư nó phải nổ chứ nếu mà nó không nổ thì dễ nó đi đó nha dễ nó đi tiếp tục là con visa visa thì qua chưa kêu bán nhưng mà giá vốn chúng ta nằm ngay đây phải không giá vốn nằm đây hiện tại đang lời cỡ là 100 <laughs> là không nhiều thì hy vọng con này cũng là hôm nay t0 t1 t2.5 hàng về đỡ được thì ngày mai nó phải nổ thì ngày mai con này phải nổ nếu mà con này ngày mai tiếp tục lịch sinh ở đây à, lịch sinh ở đây chúng ta có thể bán một phần 2 nhà bán 1 phần 2 ra Điểm stop loss là 41.8 nha, 41.8 hoặc 42. Rồi tiếp tục câu Đạt Phương. Đạt Phương hôm nay qua có báo anh chị khách hàng là buổi sáng khi mà cổ phiếu mở gấp up đầu kêu anh chị mình bán vô 1 phần 3 hàng rồi phải không? Chút lời thì con này khả năng ngày mai nhúng xuống đây thì anh chị có thể cover lại cái phần hàng đó. Với kỳ vọng target là 42 chốt tiếp và 44 chốt tiếp nha. Đạt Phương thì anh chị còn thì cứ cầm bình thường 2 phần 3 hàng. Tiếp tục, cổ phiếu kế tiếp là CAI, bây giờ tím rồi, chốt lời sao anh ơi? Không, à, thì tím rồi, thì qua đánh giá thì ngày mai khả năng mở cửa hưng phấn lên 19, chốt lời 1 phần 3 giúp quen. Nói chung có lời ok, đẹp thì chốt, đẹp thì chốt, đôi khi chốt xong cảm giác nó rơi, ví dụ đặc phương này chị không? Sáng kêu chị bán 1 phần 3, lúc mà nó tăng 200 á, bán 1 phần 3 ra thì bây giờ nó xuống giá đỏ thì có phải anh chị đã ok không rất là ok phải không nói chung giai đoạn thị trường này thì có lọc có lọc và để lấy về thì sao lấy về ăn tết là cứ lấy thôi chốt lại ăn tết hoặc à, là chốt lại đi mua con khác nhưng mà ít nhất đó là có lời chứ không phải để lời nó đi qua đời nhau tiếp tục có tiên phong banh tiên phong banh thì sao theo Quang Banh thì hôm nay qua cũng có báo chị mua thêm hôm trước cũng có báo mua thêm nói chung là cái ngành ngân hàng thì qua vẫn kỳ vọng nó sẽ tiếp tục tăng tại vì anh chị có thể thấy là gì theo cái mô hình này thì dòng tiền nó đang vào lớn bên đây phải không chấp nhận mua toàn bộ anh chị bán ra thì thông thường nha thì thông thường và giá con này target một chúng ta có thể kỳ vọng được ở quanh 18 6 18 8 ngay phút đây là chạm lại nền cũ là target 1. Target 2 là khoảng cái giá này. Thì đương nhiên lên trên đây mình chốt 1 phần 3. Sau đó nó rủ xuống mình mua lại. Lên đây tiếp tục mình chốt rủ xuống mình mua lại. Và tiếp tục vượt đỉnh chẳng hạn. Thì thường những con ngân hàng đã có con tăng tước. Trước đã có con leader đồng ngành. Thì chúng ta cứ hội máy đầu tư. Tương tự trường hợp của SHB cũng vậy. Tuy nhiên là SHB không có điểm mua hiếp. Do nó kéo liên tục phải không? Thì con này chỉ có hàng tiếp tục nắm giữ gồng lại giúp quen. Target là khoảng là bao nhiêu? Khoảng 12, 4, tới 12 năm chúng ta sẽ chốt lời lần một nha chốt lời trần mộc trên đây hiện tại thì gồng lãi bình thường do cái điểm mua của bên mình là khá là đẹp là nằm ở giá vốn ở đây gia tăng ở bên đây ờ, gia tăng bên đây hiện tại vẫn đang là tốt rồi lời cũng được 800 rồi nha ở đất ai ở đất ai thì chúng ta chỉ mới mua là bao nhiêu chỉ mới mua là một là một phần hai hàng thôi chưa có mua full tỷ trọng phải không nhưng mà hôm nay qua không có tư vấn anh chị mình mua vì nó đang đi ngoài Volkswagen thì quan hy vọng là nó sẽ có những cái nhịp vận động đẹp trên đây để chúng ta gia tăng full tỷ trọng với kỳ vọng là 36 nha tiếp tục là câu phát đạt cổ phiếu cuối cùng trong ngành này thì con này á nếu mà ngày mai nó tiếp tục tích lũy đẹp và có sự xác nhận bắt đầu bùng nổ mở bolinsipen ra qua sẽ báo anh chị mình gia tăng thêm hạt với kỳ vọng là 30 và 31 thì đó là 10 cổ phiếu bên mình đang nắm giữ nói chung giai đoạn này á thì sao đầu tư rất là khó chịu nhưng vẫn có thể lựa được những cái con tốt như thế này hiện chị có thì cứ nắm giữ nha và chúng ta thấy đủ thì chúng ta bắt đầu chút lời chút lời ra tân hữu kỷ lực và đừng nhớ, đừng nhớ một điều nha luôn luôn nhớ một điều giống như đầu bản tin qua nói với anh chị đó là giai đoạn này rệt ai đã rất là cao phải không cẩn trọng cẩn trọng trong sự phô mô à, anh chị nắm giữ anh chị cầm tiền nó dần tốt hơn cái việc là gì anh chị phô mô anh chị đua bất chấp vì hôm nay anh chị đua anh chị đua vào đa phần là chị lỗ không không đa phần hôm nay anh chị đua là anh chị lỗ Um, đua là lỗ thôi, đua phần lớn các con nó đều rơi lại rơi lại hết Và khi nó rơi lại thì chị thấy là có khó chịu um, Nó kẹt lại và chúng ta lại tiếp tục hy vọng uh, Nếu mà nó lên được, quan đánh giá đã lên lâu rồi chứ không phải như thế này Con nào lên được thì lên hoài, còn con nào không lên được là đi ngang Và thường nó đi ngang như vậy, chỉ cần thị trường mình có biến là nó đi ngang Nà, Thì đó là cái quan điểm đầu tư của quen Được trình bày trong cái bản tin tối hôm nay, bản tin tối ngày 8 tháng 1 Nếu chị chưa đăng ký kênh, chưa thích video thì nhớ đăng ký kênh và thích video À, và nếu mà cần tư vấn và hỗ trợ thêm cứ liên hệ trực tiếp với Quang hoặc là trợ lý Như Hảo cũng như là hẹn anh chị trong buổi live stream trực tiếp lúc 9 giờ 9 giờ tối hàng ngày qua sẽ lên live stream và trả lời những cái câu hỏi mà anh chị mình đặt ra nói chung là ngày nào cũng làm như thế này ngày nào cũng làm như thế này để chi hỗ trợ anh chị một cách hết mình rồi xin chào anh chị nhau tư